Đây là review bộ phim Sát thủ đối đầu Bullet Train. Nó là một phim hay, hay, hay. I gotta get off this train. Nếu các bạn đi coi một bộ phim để giải trí, coi phim mà giải trí thì đúng là như vậy á, chứ không có phải là đi coi một cái bộ phim dở xong rồi cái mình nói đi coi giải trí mà làm gì khó khăn như vậy. Không, mình bỏ tiền ra thì mình phải coi một cái bộ phim nào nó hay cho đáng. Có những bộ phim nó làm cho chúng ta suy nghĩ, đó là những bộ phim hay, vừa hay vừa suy nghĩ. Nhưng cũng có những bộ phim nó chỉ đơn giản là coi là hài hước, coi giải trí thoải mái thôi và nó hay nữa. Thì bộ phim Bullet Train chính là một bộ phim như vậy. Mà cái thời điểm ra mắt của bộ phim Bullet Train này á, không biết vô tình hay cố ý mà nó trúng ngay với lại cái bộ phim mà Cuộc chiến xuyên không Alienoid của Hàn Quốc. Và khi chúng ta đặt hai bộ phim nó gần nhau thì nói thiệt, nhìn vô chúng ta biết được phim nào hay, phim nào dở liền. Cùng là phim coi giải trí, cùng là một bộ phim có dàn sao rất là khủng. Phim Bullet Train thấy cái mặt Brad Pitt dần dần là biết rồi ha. Trong đó còn nhiều người nữa, lát nữa tôi sẽ nói. Còn phim Hàn Quốc nhìn vô, ai mà coi phim Hàn Quốc nhiều là biết ngay, trời ơi, toàn diễn viên tôi thích không à. Nhưng cái bộ phim Alienoid, trời, nó dở, nó tùm lum. Nếu mà so sánh với Bullet Train nó không có được một chút xíu nào hết. Chứng tỏ là về mà hành động hài hước thì phim của Hàn Quốc cũng vẫn còn xa Mỹ lắm. Tôi có review phim Alienoid rồi các bạn coi. Còn bộ phim Bullet Train nó hay như thế nào thì đây là cái review sẽ giúp các bạn thấy được cái hay của nó. Bộ phim Bullet Train dịch ra tiếng Việt là Sát thủ đối đầu. Tôi không thích cái tựa đó một chút xíu nào. Bởi vì cái tựa Bullet Train á, nó chơi chữ ở trong đó. Tại vì á, toàn bộ phim Bullet Train này đều xảy ra trên một cái chiếc xe lửa tốc độ cao của Nhật có tên gọi là Shinkansen, tiếng Anh gọi là Bullet Train. Nhưng đồng thời cái bộ phim này nó cũng bắn đạn tùm lum hết trên cái xe lửa đó, cho nên nó gọi là cái train mà đầy bullet đó mấy bạn. Thành ra đó là play on words, tức là chơi chữ ở trên đó. Tôi thích cái tựa đó hơn rất là nhiều. Toàn bộ bộ phim này đúng vậy, nó đều diễn ra ở trên nội bộ của một cái xe lửa tốc độ cao ở bên Nhật. Cái Shinkansen á, cái Shinkansen của Nhật nó chạy nhanh lắm mấy bạn ơi. Trời, nó chạy là tốc độ là từ 200 mấy cây số tới 300 mấy cây số. Và toàn bộ cái bộ phim này nó có độ dài là 2 tiếng 15 phút. Đó là cũng là độ dài của cái chặng đường đi từ Tokyo cho tới Kyoto ở ngoài đời thật, trên một chuyến Shinkansen, trên một chuyến Bullet Train đó bạn. Không phải tự nhiên mà nó lại có chi tiết đó đâu. Đúng là cái phim Mỹ á, mà nó có chi tiết, nó tính từng chi tiết nhỏ. Và khi bạn coi bộ phim này các bạn sẽ thấy không chỉ nó nằm ở cái độ dài của bộ phim mà nó còn nằm ở trong cái tính cách của nhân vật. Từng cái nhân vật có cái đặc điểm như thế nào, từng nhân vật có câu chuyện như thế nào, có cái nickname như thế nào thì nó đi kèm theo, để cuối cùng tổng hợp lại cái câu chuyện ở trong cái bộ phim này, nó làm cho chúng ta cảm thấy wow. Công nhận chỉ là một bộ phim hành động bắn nhau trái nổ, ở trong đó nó tính rất là kỹ đến mọi thứ. Và nói thiệt, khi chúng ta coi cái bộ phim này chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là style. Nó style lắm mấy bạn, vô nhìn một cái là mình cảm nhận được đây là một kiểu giống như phim, giống như là một câu chuyện manga. Mỗi lần mà xuất hiện một nhân vật á, nó có cái phần giới thiệu với cái phông chữ của nó đập lên một cái giống y chang như mình đang coi manga Nhật. Thì đúng rồi, cái phim này nó xảy ra ở Nhật mà. Mặc dù cái dàn cast trong phim á, phần lớn là diễn viên Mỹ cơ mà. Cũng có vài cô người Nhật nhưng mà nói thiệt không có được xài nhiều lắm. Đặc biệt tôi thấy mắc cười nhất là trong cái bộ phim này á, cái cô mà đóng trong bộ phim The Boys á, cái phim mà tôi có review ở trong cái chuyện mà cái thằng mà bằng những siêu nhân thiệt sự rất là mất dạy. Các bạn coi cái clip đi, các bạn sẽ thấy bạn mà có sức mạnh như siêu nhân là bạn mất dạy lắm. Thì trong bộ phim này có cô Kimiko ở trong The Boys. Cô đó, cô chỉ đóng dài duy nhất là đẩy cái xe hàng bán ai muốn gì không, ai muốn gì không, đậu bụng rang gì không. Nói chung là cái sự xuất hiện của cổ cũng cho thấy được đây là một bộ phim có đầu tư rất là nhiều tiền về dàn diễn viên. Tại vì diễn viên chính là anh Brad Pitt, khỏi nói anh nhiều tiền rồi ha. Còn các bạn biết ở trong phim này có sự xuất hiện của Channing Tatum nữa. Xuất hiện có hai cảnh thôi à là cũng tiền. Rồi anh Aaron Taylor Johnson, tôi thấy sự xuất hiện của ảnh đó là tôi thấy mắc cười rồi. Tại vì hồi lúc mà ảnh đóng cái vai trong phim Kick Ass á, thì các bạn sẽ thấy ảnh là một cái thằng con nít còn cái bằng mà giống như là còn miệng còn hôi sữa vậy đó. Sau đó cái tới bộ phim mà tội nghiệp nhất của ảnh là Age of Ultron, ảnh đóng vai Quicksilver mà chết bởi vì một viên đạn á. Một cái chết mà tội nghiệp nhất của một siêu anh hùng ở trong bất cứ một cái bộ phim nào. Quicksilver trời, chết vì đạn bắn nó nhảm, vô cùng nhảm luôn. Và các bạn biết bộ phim này đạo diễn là ai không? Là ông David Leitch.
Ông này là đạo diễn của phim Deadpool 2, là đạo diễn của phim John Wick, đạo diễn của phim Hobbs and Shaw. Thành ra không có gì lạ khi bộ phim này là một bộ phim hành động. Nó hành động từ đầu tới cuối luôn. Mà mặc dù cảnh hành động của nó chỉ xảy ra trong nội bộ của một cái xe lửa tốc độ cao thôi đó mấy bạn, nhưng nó không hề làm cho mình cảm thấy có một chút gì là thiếu sáng tạo hết trơn. Không có cảm thấy nhàm chán gì hết, mà đánh cảnh nào là ra cảnh đó. Mình có cảm giác á, là trong đó có sự thấp thoáng bóng dáng đâu đó của những cái cảnh hành động của Thành Long. Thật sự á, hồi xưa tôi còn nhỏ tôi rất là thích Thành Long, tại vì coi á, rất là hài. Nói chung là nhìn á, là mình thấy ổng quýnh, ổng xài đủ kiểu lum la, nhìn rất là hài hước, rất là vui vẻ. Nói chung là hồi xưa là phim nào có Thành Long là chắc chắn là phim nó hay rồi. Nhưng mà giờ lớn rồi thì không còn ưa Thành Long nữa, bởi vì sau khi Thành Long mà đi về Trung Quốc rồi, bắt đầu Thành Long biến thành cái loa rồi. Các bạn thấy cái loa mà vô, trời ơi đất nước Trung Quốc xịn lắm, đất nước giỏi lắm. Mà Thành Long mất dạy nhất á là thành công là nhờ Hồng Kông. Xong rồi các bạn đã nói Hồng Kông là không có được, không có cần phải có tự do cái mức như vậy. Giờ ghét Thành Long luôn. Ở cái mặt mà điện ảnh thì Thành Long có ảnh hưởng rất là lớn. Và trong cái bộ phim này, cái ông đạo diễn đó đã từng là stuntman cho, tức là người đóng thế cho chính Brad Pitt á. Bây giờ là hai người cùng làm một phim mà ổng là đạo diễn, còn Brad Pitt á là diễn viên ở trong đó, mà hai người đều nói tôi rất là thích Thành Long. Bởi vậy trong những cái cảnh này á, tụi tôi làm sao design để quýnh lộn hay gì á, nó thể hiện được có cái mục đích của nó hết. Chẳng hạn như anh Brad Pitt, ảnh là một tên tội phạm, cái nhiệm vụ của ảnh á được đặt ra là chỉ đơn giản là leo lên cái tàu đó, xong rồi lấy cái túi, không phải lấy cái túi mà là lấy cái vali rồi đi xuống vậy thôi. Nhưng bởi vì cái nickname của ảnh là Ladybug chính là con cánh cam. Con cánh cam thì đặc điểm của nó đó là được coi là một nhân vật, một cái vật tượng trưng cho may mắn. Còn anh này anh lấy tên là Ladybug nhưng ảnh không hề may mắn chút xíu nào hết á. Ảnh xui mà xui theo cái kiểu mà trong xui có may á, trong cái rủi có cái hên á. Tức là cái xui của ảnh sẽ làm cho ảnh không đạt được cái mục tiêu của ảnh, nhưng đồng thời nó lại cứu sống ảnh bởi vì một lý do nào đó. Và trong phim còn một nhân vật khác thì trái ngược với ảnh, nhân vật đó cực kỳ may mắn. Và tất cả những cái cảnh phim ở trong đó nó đều làm cho mình cảm thấy được wow, làm sao nó có thể sắp xếp được ngay từ đầu tới đây để cho thấy được là cái con này nó may mắn tới mức như vậy. Và mình coi trong một bộ phim này mình sẽ thấy đám Mỹ nó làm phim á, nó làm rất là chặt chẽ. Đầu phim vô á, những nhân vật nói rất là nhiều, nói liên tục bụp, nói thiệt á. Nếu mà chúng ta không chịu mà để ý, không chịu mà nghe kỹ chút xíu á, thì chúng ta có thể cảm thấy là ủa chích, nói gì nãy giờ ổng hiểu rồi. Nhưng ổng biết kể chuyện hài, và trong cái kể chuyện hài đó ổng cũng là kể một cách vô cùng vắn tắt, chứ không có phải là như cái bộ phim mà Cuộc Chiến Xuyên Không đâu. Các bạn thấy cái Cuộc Chiến Xuyên Không, các bạn coi các bạn sẽ thấy cảnh hài nhưng mà nó dài dòng, mà nó dở, nó dai. Còn vô trong đây khích bụp chạch, mình coi mà mình cảm thấy thoải mái. Bởi vì so với cái bộ phim Alienoid Cuộc Chiến Xuyên Không, mà còn 2 tiếng mấy mà tưởng mình đang coi 3 bộ phim á, mà coi xong tới cuối kết phim kia mà nói trời đất ơi sao kết nhảm như vậy. Còn bộ phim này thì không khác, mình coi phim mình cảm thấy ngay cả khúc cuối rồi nó có một cái kết giống như là after credit vậy đó, nhưng mà nó lại giải thích một chút xíu, mình coi mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tất cả những cái cuối phim nó cũng dính dáng tới cái nickname của những nhân vật đầu phim nữa. Nói chung là coi một bộ phim này thấy là đúng đáng tiền đáng gạo luôn đó mấy bạn. Nhưng mà có một cái mắc cười lắm, khi mà tôi coi những cái review mà ở trên mạng của đám nước ngoài á, thì tụi nó lại nói đây là một bộ phim không đầu óc gì hết trơn á đó. Tôi có thể hiểu được cái chuyện đó, bởi vì các bạn biết sao không, phim Mỹ á và những người mà đánh giá, mà critic á, tức là những chuyên gia đánh giá phim á, thì người ta sẽ đánh giá theo những cái tiêu chí khác. Còn tôi đang đánh giá cái tiêu chí đối với các bạn là những người coi phim để giải trí, để thoải mái, ghê gớm vậy trơn hết á. Và thật sự tôi cảm thấy đây là một bộ phim hay đáng để cho các bạn đi coi, coi đi hiểu được làm phim với ngôn ngữ điện ảnh Mỹ nó là như thế nào. Chặt chặt kích kích bùm bùm bùm. Đây là một cái phần mà không có liên quan gì tới bộ phim hết, nhưng mà nó là như vậy. Cái Shinkansen, cái bullet train ở ngoài đời ở bên Nhật á, nó được đưa vô hoạt động từ năm 1964 cho tới bây giờ là hơn 50 mấy năm rồi, nhưng chưa hề có một vụ tai nạn nào xảy ra, chưa có một ai qua đời ở trên cái Shinkansen đó hết. Cái chất lượng Nhật nó kinh khủng như vậy đó. Vụ tai nạn duy nhất của nó là trong bộ phim này. Chỉ có trong bộ phim này cái tàu Shinkansen mới bị tai nạn thôi, còn lại là ngoài đời không hề có. Đi từ Tokyo đến Kyoto là 450 cây số mà chỉ đi có 2 tiếng 15 phút thôi. Biết khi nào Việt Nam mình mới được đi một con tàu như vậy? Tất cả là nhờ các bạn thôi đó. Bởi vì khi chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy những thứ hay ho ở nước ngoài thì chúng ta làm sao tìm cách đem nó về Việt Nam. Đó là bổn phận, nhiệm vụ của những con người Việt Nam. Những người mà làm được điều đó không hề là những kẻ phản động, mà là những người đang yêu nước. Người ta đang muốn cho đất nước này cũng được hưởng những cái hay ho của những cái nước khác.
chứ không có phải là suốt ngày cứ thôi nước người ta vậy chứ nước mình vậy được rồi. No. Ngay cả phim cũng vậy các bạn, mà nói câu thôi phim Việt Nam vậy là hay rồi là chết rồi, vậy là suốt đời mình chỉ còn coi phim dở không à. Mình phải coi phim hay, mình phải nghĩ làm sao mà phim Việt Nam nó cũng phải hay như vậy, tôi coi vậy mới đã. Chứ còn coi phim dở mà suốt ngày cứ nói thôi phim vậy là hay rồi là chết cả đời, các bạn chỉ được coi phim dở thôi. Ok, nếu bạn nào đồng ý những gì tôi nói, thích cái review của tôi thì hãy bấm share, bấm subscribe cái kênh của tôi và donate cho cái công lao của tôi đi coi cái bộ phim và review để giúp cho các bạn hiểu được cái hay của nó. Ok, và nếu các bạn không làm thì tôi cũng không biết nói gì hết trơn đó. Nhưng các bạn biết không, kênh của tôi không phải chỉ có review phim của tôi đâu, nó còn có những cái hay ho về tâm lý, chẳng hạn như là defense mechanism. Đó là cái gì? Đó là khi bạn nghe một cái chuyện gì đó mặc dù nó đúng nhưng mà bạn lại không muốn chấp nhận nó, bạn phản đối nó, đó chính là cái phản ứng tự vệ tâm lý của bạn. Thì tôi có nói rất là rõ trong cái clip defense mechanism, các bạn coi lại đi, cực hay. Kênh này tuyệt vời lắm, rất xứng đáng để donate, rất xứng đáng để share và subscribe. Ok, và bây giờ thì chia tay, hẹn gặp các bạn trong những clip khác.